Chào các bạn, tôi là Khoa Vũ, là nhà sân đắc của vucquoc.vn, website cung cấp những thông tin về quy hoạch và các văn bản có tác động đến bất động sản Phú Quốc. Và ngày hôm nay cái chủ đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là quy hoạch Phú Quốc đến năm 2040 đã đi được 8 trên 10 chặng đường rồi. Tại sao tôi được nói như vậy đúng không ạ? Là vào ngày 29 tháng 12 năm 2022 vừa qua, đúng không? Chúng ta đã có được cái văn bản về cái nghị quyết số 116 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thông qua đồ án quy hoạch Phú Quốc đến năm 2040. Theo cái quy trình đúng không ạ, là chúng ta chỉ còn hai bước nữa, đó chính là trình cho Thủ tướng Chính phủ ký duyệt và công bố là bản quy hoạch 2040 của Phú Quốc sẽ chính thức được ban hành. Và chúng ta đã biết rằng là gì ạ? Là từ năm 2010 khi bản quy hoạch 633 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành và chúng ta có những bản điều chỉnh là bản 868 vào năm 2015 và cái bản mới nhất chúng ta đang sử dụng đây đúng không ạ? Đó chính là bản 468 được ký vào năm 2021. Thì chúng ta hình dung là gì? Trong vòng thời gian có 10 năm đã biến Phú Quốc trở thành là một cái huyện đảo rất nghèo, trở thành một cái đô thị loại 2. Và chúng tôi đang rất ngóng chờ rằng là cái bản quy hoạch đến năm 2040 này sẽ là một cái giúp cho Phú Quốc có thể phát triển tăng tốc hơn ở trong thời gian tới đúng không ạ? Vì nó sẽ khắc phục rất nhiều những cái đang vướng mắc, những cái đang tồn đọng lại ở bản quy hoạch cũ. Đây là một tin hiệu rất là đáng mừng đúng không ạ? Và kể từ tháng 6 năm 2022 khi mà diễn ra cái buổi hội thảo về quy hoạch Phú Quốc năm 2040, chúng tôi đã kiểm tra và đã xem những cái file dự thảo đó và chúng tôi nhận thấy là gì ạ? Đây sẽ là một cái bản quy hoạch mang tính chất đột phá và sẽ giúp cho Phú Quốc phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian tới. Và chúng ta cùng chờ xem thời gian tới như thế nào nhé. Và nếu như các bạn muốn kiểm tra những bản quy hoạch mới thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0917 46538. Xin chào và hẹn gặp lại.